Thưa quý vị và các bạn, cách đây 49 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những ngày này, cả nước rợp bóng cờ qua, người dân phấn khởi tự hào hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Nhân dịp này, phóng viên truyền hình Vĩnh Long có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bà, trước tiên xin bà cho biết, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 có những giá trị lịch sử và ý nghĩa gì đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước? Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như là chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Có thể nói là chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là thắng lợi to lớn nhất, toàn vẹn nhất, triệt để nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử của nước ta và của thế giới như một cái trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ 20. Chiến thắng này mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc. Và suốt gần 50 năm qua thì các thế hệ người Việt Nam và nhân loại tiến bộ ngày càng cảm nhận sâu sắc hơn trên mọi phương diện về ý nghĩa to lớn, giá trị lịch sử và thời đại của đại thắng mùa xuân năm 1975. Thưa bà, các thế lực thù địch vẫn luôn thông tin xuyên tạc về chiến dịch Hồ Chí Minh và chiến thắng 30 tháng 4. Vậy bà có thể cho biết những cái chiêu trò đó nhằm mục đích gì? Và đối với người dùng mạng xã hội thì cần chủ động cảnh giác như thế nào? Các thế lực thù địch đã lợi dụng Internet, mạng xã hội để thành lập các cái hội nhóm, các cái trang thông tin nhằm đăng tải, chia sẻ các tin bài, video, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, đẩy mạnh tấn công vào tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu là thúc đẩy cái quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, chống phá đảng, nhà nước. Như vậy thì chúng ta phải khẳng định rằng đó là những luận điệu hoàn toàn sai trái, tiêu cực. Đây là những luận điệu không xuất phát từ cái thiện chí, hòa hợp, hòa giải dân tộc, mà đó là những thủ đoạn, những chiêu trò của các thế lực thù địch sử dụng kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc lịch sử. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay chính là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khi tương tác trên không gian mạng thì phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, những cái ác ý thâm độc của các thế lực thù địch, không được ngộ nhận, không được mơ hồ, không được thiếu khách quan trong nhìn nhận, đánh giá lịch sử, mà chúng ta cần phải tỉnh táo, tích cực, tiên phong trong đấu tranh, phê phán, phản bác lại mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, xem nhẹ giá trị và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu anh dũng, ngoan cường và cuộc chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975 của dân tộc Việt Nam ta. Từ đó quyết tâm là đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng ta. Xin cảm ơn bà.